Xin chào anh chị, video này em sẽ giới thiệu đến anh chị tiện ích tra cứu bản thể hiện của hóa đơn trên phần mềm Misami Invoice xử lý hóa đơn phục vụ công tác quản lý tại đơn vị trước đây những hóa đơn chương trình tự động tải từ cổng thông tin hóa đơn điện tử của tổng cục thuế hoặc là trên chương trình có hóa đơn do nhà cung cấp gửi email hoặc là anh chị tải lên không có bản thể hiện pdf khiến anh chị khó khăn trong việc kiểm tra đối chiếu thông tin trên hóa đơn đồng thời không đồng nhất trong quản lý hóa đơn đầu vào đối với những hóa đơn đã có đủ bản thể hiện pdf để giải quyết khó khăn này, thì chương trình đã cải tiến cho phép anh chị tra cứu bản thể hiện PDF của tất cả các hóa đơn được chuyển vào chương trình bằng bất cứ hình thức nào. Cụ thể như sau. Tại giao diện xem chi tiết hóa đơn, đối với hóa đơn Nghị định 123, chương trình cho phép anh chị xem bản thể hiện và mẫu mặc định. Mẫu mặc định là mẫu do chương trình tự dựng từ XML của hóa đơn. Bản thể hiện là mẫu PDF của nhà cung cấp, được chương trình tự động tải từ trang tra cứu hóa đơn của nhà cung cấp nếu như có đầy đủ thông tin phục vụ việc tra cứu hóa đơn. Nếu như không tự động tải được bản thể hiện, do chương trình không có thông tin phục vụ việc tra cứu, do lỗi hệ thống hoặc là trang tra cứu tại thời điểm tải, thì chương trình đáp ứng cho anh chị có thể chủ động tra cứu ngay trên phần mềm. Anh chị thực hiện tra cứu bản thể hiện bằng link tra cứu và mã tra cứu của hóa đơn. Dựa trên link tra cứu và mã tra cứu anh chị đã khai báo, nếu như tra cứu được bản thể hiện hóa đơn, chương trình sẽ hiển thị kết quả tra cứu, đồng thời tải bản thể hiện hóa đơn về. Nếu như không tra cứu được, chương trình sẽ hiển thị tab mới theo link tra cứu anh chị đã khai báo ở trên. Ngoài ra thì anh chị còn có thể tải lên bản thể hiện trong trường hợp có sẵn hoặc là tải lại trong trường hợp tài nhầm. Như vậy, em vừa giới thiệu đến anh chị tính năng tra cứu bản thể hiện hóa đơn trên phần mềm Misami Invoice xử lý hóa đơn. Anh chị hãy áp dụng ngay tiện ích này nhé!